Xin kính chào quý vị và các bạn. Ngày hôm nay em sẽ giới thiệu cho anh chị em một chiếc bán tải. Vâng, em vừa về một chiếc bán tải 2018 anh chị em nhé. Một chiếc Ford Ranger Whitetrax 2018 nhập khẩu nguyên chiếc, số tự động, hai cầu, máy dầu. Một chiếc xe màu trắng mỹ miều đang ở đây. Cao, to, đen nhưng không hôi. Vâng, bán tải Ford Ranger Whitetrax 2018 nhập khẩu Thái Lan, số tự động, động cơ 2.0, hai cầu điện đi turbo tăng áp. Và chiếc xe này em đang chào bán cho anh chị em với giá tiền chưa đến 700 triệu, còn lâu mới đến 700 triệu anh em nhé. Quá rẻ luôn, còn lâu mới đến 700 triệu đồng cho một chiếc bán tải Ford Ranger Whitetrax như thế này. Xe này được trang bị những gì? Vâng, đầu tiên chúng ta sẽ đến với trang thiết bị của xe. Xe được trang bị đèn pha là đèn bi xê lông siêu sáng, giải đèn led định vị ban ngày, đèn gầm cũng là đèn bi, có cảm biến trước, cảm biến sau, cảm biến quanh xe, 4 la răng phay, có bậc để chân lên xuống, xích nhan trên gương, tay nắm cửa có tích hợp chìa khóa thông minh cảm ứng nhé, chìa khóa thông minh cảm ứng. Đây, có nắp thùng thấp rồi, xe cũng được trang bị nắp thùng thấp rồi. Đấy, có nắp thùng thấp, có cản sau. Xe thì đẹp, đây anh chị em nhìn thấy đây, rất đẹp luôn. Camera lùi nguyên bản theo xe. Có đẹp không ạ? Quá đẹp. Đấy, trang thiết bị bên ngoài thì nó có vậy nha anh chị em nhé. Trang thiết bị bên ngoài của xe thì có vậy. Bây giờ chúng ta sẽ vào bên trong xe đi. Xe này là biturbo, hệ thống tăng áp kép anh chị em nhé. Biturbo là tăng áp kép. Và đây, nội thất trong xe, xe được trang bị rất nhiều tính năng hiện đại ở trên chiếc xe này. Gương kính chỉnh điện, cụp điện, đèn pha tự động, ghế chỉnh điện, vô lăng tích hợp bàn phím, có cruise control, đi ga tự động, có giới hạn tốc độ thấp nhất và giới hạn tốc độ cao nhất. Xe cũng có chế độ tự phanh, tự bám đuôi. Đấy. Xe này là có chế độ tự bám đuôi xe đằng trước, tự phanh. Khi chúng ta bấm cruise control hoặc là giới hạn tốc độ thì giới hạn tốc độ thấp nhất và giới hạn tốc độ cao nhất đều có luôn anh em nhé. Và chiếc xe này nó sẽ tự phanh nếu như chúng ta có chiếc xe đằng trước hoặc là có vật cản đằng trước, xe sẽ tự phanh. Và có chế độ tự bám đuôi xe đằng trước. Đấy. Tự bám đuôi xe đằng trước luôn. Đàm thoại rảnh tay này, các phím điều chỉnh chức năng ở trên vô lăng rất nhiều luôn. Để ấn nổ start stop, màn hình, camera lùi nguyên bản theo xe, điều hòa tự động hai vùng độc lập. Và trên chiếc xe này còn có cả điện 12V luôn anh chị em nhé. Có cân bằng điện tử, chống trơn chống trượt điện tử. Đây, cân bằng điện tử, chống trơn trượt, đổ dốc điện tử, khóa cầu vì sai. Đấy, hỗ trợ dừng đỗ. Và có chế độ tự lùi chuồng, tự lái, tự lùi chuồng anh em nhé. Tự lái, tự lùi chuồng. Đấy. Hai cầu điện số tự động 2.0 máy dầu. Xe được trang bị 6 túi khí an toàn. Ghế da nguyên bản, 6 túi khí an toàn. Đây ạ, xe được trang bị cả điện 12V anh à, 10 điện 220V anh em. Đây là bên này là điện 12V này. Và bên cạnh đây là điện 220V này. Đấy, ổ cắm điện 220V anh chị em nhé. Ghế da màu đen, trần nỉ màu đen, thân vỏ màu trắng, nội thất màu đen luôn. Xe thì cực đẹp, trang thiết bị thì nhiều, cực kỳ an toàn. Với cái em thì em sướng nhất ở trên cái chiếc xe này là có chế độ tự lùi chuồng là một này, rồi là tự lái này, tự bám giữ khoảng cách này, tự giữ khoảng cách với xe đằng trước, và tự phanh, phanh tự động, chủ động. Về mặt keo chỉ của xe thì anh em chỉ có thể nhìn thấy đây ạ, keo chỉ của xe đây nhé, keo chỉ của xe đây, keo chỉ nguyên zin. Đấy, keo chỉ của xe đây, không mất phân chỉ nào. Ốc tai cũng tiếc còn nguyên. Đấy, anh em nhìn. Còn nguyên hết nhá.
phần cốp đây, bán tải thì anh chị em cũng phải kiểm tra phần cốp nữa, xem là xe nó có chở nhiều hàng nặng không, xe có xấu hay không. Đây phần cốp xe đây anh chị em nhé, cốp xe anh chị em nhìn này, tất cả các cái múi này, múi nhựa này này, còn rất đẹp. Ok chưa? Quá ok, nắp thùng thấp rồi, keo chỉ thì nguyên zin, anh em nhé, xe keo chỉ nguyên zin, không xâm va tai nạn, ngập nước. Trang thiết bị rồi, form dáng rồi, keo chỉ rồi. Rồi chúng ta đến phần đầu của xe. Mời anh chị em xem phần đầu của xe. Dương dòng bán tải thì tí nữa em sẽ quay cả gầm nữa anh em nhé. Dương dòng bán tải thì tí nữa em sẽ quay cả gầm cho anh chị em. Rồi. Đây là phần cabo, anh chị em nhìn đấy ạ. Ốc cabo còn nguyên zin, chưa mở, chỉ cabo còn nguyên zin, không mất phân chỉ nào. Đây. Không mất phân chỉ nào cả. Đây, chỉ cabo còn nguyên zin này. Máy móc khô ráo sạch sẽ. Đấy. Máy zin, anh chị em nhá, máy zin. Phần rằng và phần sắt xi đây, sắt xi bán tải thì rất dễ nhìn. Đây. Tí nữa em sẽ quay bên ngoài còn dễ nhìn hơn là bên trong ở khoang máy nhá. Đấy. Máy zin, keo chỉ zin, không đâm va, không tai nạn, không ngập nước. Còn đây gầm của nó đây. Gầm phía đằng trước này. Anh chị em nhìn đấy ạ. Cực đẹp luôn. Anh chị em nhìn đấy ạ, gầm phía trước này. Đây là phần gầm phía trước nhá. Giờ tôi sang sẽ đến gầm hai bên này. Đấy. Anh chị em nhìn thấy phần gầm có đẹp không ạ? Đấy. Đấy, phần gầm của xe đây. Quá đẹp luôn. Sắt xi này. Gầm phía sau này. Gầm rất là sạch sẽ luôn anh chị em nhé. Đấy. Rồi. Vâng. Chiếc bán tải này. Forango quay chắc Biturbo 2018. Phiên bản quay chắc, phiên bản cao cấp nhất. Hai cầu, số tự động. Chiếc xe này em bán chưa đến 700 triệu, còn lâu mới đến 700 triệu. Anh chị em nhà mình hãy bấm đăng ký kênh, bấm follow kênh để cập nhật thường xuyên nhất những chiếc xe mới về, những video clip chi tiết của mỗi chiếc xe mới về tại Dung Audi, chợ ô tô số 1 Hải Dương, lô 14.3 đại lộ Võ Nguyên Giáp, khu đô thị Tây Nam Cường, phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương. Số điện thoại liên hệ 0855 966 966. Anh chị em nhà mình hãy nhấc điện thoại lên, cần tư vấn gì alo luôn cho Dung Audi, 0855 966 966. Và anh chị em cũng đừng quên bấm vào đăng ký kênh, bấm vào follow kênh để cập nhật thường xuyên nhất những chiếc xe mới về, những buổi live stream báo giá, trò chuyện, tương tác, tư vấn trực tiếp của Dung Audi. Bấm đăng ký kênh, bấm follow kênh để vào xem live stream trực tiếp. Trên buổi live stream trực tiếp em báo giá công khai và chốt giá công khai cho anh chị em. Anh chị em có thể mua xe giá rẻ nhất là giá ở trên live stream của Dung Audi nhé. Trên live stream Dung Audi có chương trình bán xe ô tô giá rẻ tuần quân cho anh chị em. Vâng, Dung Audi chợ ô tô số 1 Hải Dương. Số điện thoại 0855 966 966. Xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.